Mỹ trừng phạt tin tặc Triều Tiên gây ra các vụ tấn công mạng nghiêm trọng. Theo Hoài Phương Tổng hợp, ngày 6 tháng 9 thì Mỹ trừng phạt một công dân Triều Tiên đã tham gia vào vụ tấn công mã độc toàn cầu WannaCry 2017 và xâm phạm hệ thống máy tính của công ty Sony năm 2014. Bộ Tài chính Mỹ đã cáo buộc và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với lập trình viên máy tính người Triều Tiên Park Jin-kyo và công ty Johnson Expo vì tham gia vào các hoạt động trên mạng với mục đích xấu, theo Reuters. Các cáo buộc nằm trong chiến lược của Mỹ nhằm ngăn chặn tình trạng tấn công mạng trong tương lai. Theo cáo buộc này, thì Park Shin-kyo còn xâm nhập vào ngân hàng trung ương Bangladesh vào năm 2016. Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang lên kế hoạch truy tố công dân Triều Tiên này. Park Shin-kyo làm việc trong nhóm tin tặc Lazarus cố gắng tấn công các doanh nghiệp Mỹ. Park Jin Kyo và công ty Johnson Apple đã tham gia vào các hoạt động cản trở an ninh mạng thông qua các mạng lưới nhắm vào mục tiêu bên ngoài Triều Tiên dưới danh nghĩa chính phủ Triều Tiên hoặc đảng lao động Triều Tiên. Năm 2014, một nhóm tin tặc đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của công ty Sony, khiến nhiều văn bản nội bộ bị rò rỉ và dữ liệu bị hủy hoại đây được cho là nhằm trả đùa bộ phim hài The Interview của hãng này có nội dung chế giễu và mô tả âm mưu ám sát lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Năm 2017, mã độc WannaCry tấn công hàng nghìn doanh nghiệp trên toàn cầu, bao gồm hệ thống dịch vụ y tế quốc gia Anh, đã có hơn 45.000 cuộc tấn công được ghi nhận tại 99 quốc gia, trong đó Nga là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, các chuyên gia không phát hiện dấu vết của mã độc trại Triều Tiên. Đại diện Bộ phận An ninh Quốc gia Mỹ John Demers cho biết, đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp Mỹ chính thức cáo buộc một hacker liên quan đến tội phạm mạng do chính phủ Triều Tiên trại tợ. Một trong diễn biến khác, ông chủ tòa Bạch Ốc phía trên Twitter, ông Kim Jong-un tuyên bố đặt niềm tin vững chắc vào Tổng thống Trump cảm ơn ông chủ tịch kim chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề thật tốt lời cảm ơn của ông trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi cố vấn an ninh quốc gia hàn quốc chim Yo yong thông báo kết quả chuyến thăm bình dưỡng theo hãng thông tấn triều tiên kcna ông kim luôn tin tưởng tổng thống trump và khẳng định lập trường kiên định của ông là biến bán đảo triều tiên thành cái nôi hòa bình không có vũ khí hạt nhân và đe dọa hạt nhân. Ông Kim Jong-un tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa trước khi ông Trump hết nhiệm kỳ vào năm 2021, đồng thời sẽ hợp tác chặt chẽ với Seoul và Washington để thực hiện mục tiêu trên. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm trong vấn đề Triều Tiên. Chúng ta không còn thấy bất kỳ vụ thử hạt nhân hay hỏa tiễn nào của Triều Tiên. Chúng tôi xem đó là điều tuyệt vời, ông nói.